Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 4 năm 2022 Nhâm Dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 4 âm lịch. Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông và phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 4 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được rất nhiều những may mắn. Đặc biệt đó là khi bước sang năm 2022 Nhâm Dần thì chúng ta mỗi người đều đang rất cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm cho mình những cơ hội tốt đẹp để xây dựng mọi thứ trở nên viên mãn nhất. Tháng 4 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Tân Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, khi bước vào tháng 4 âm lịch này thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và cùng với đó là mọi kế hoạch đều được thuận lợi, suôn sẻ, như ý. Và ngoài ra thì tuổi Tân Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 4 âm lịch này. Vâng, và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung cụ thể hơn thì quý vị đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát và sau đó nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào, một video nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp, ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn. Vì thế mà suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi, cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu và mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Trong tháng 4 âm lịch năm 2022, người tuổi Sửu sinh năm 1961 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng và nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh hãy chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp ất âm mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Tân Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, nếu vẫn còn đang làm việc, công việc gặp nhiều trở ngại, khó đạt được thành quả như mong muốn. Khó khăn thường đến rất bất ngờ khiến bạn loay hoay tìm cách xoay sở và tốn nhiều công sức, thời gian. Có điểm tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên, dẫn đến đấu đá hoặc bị loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc và dễ dàng phạm thị phi, tranh chấp. Vì thế làm gì cũng cần phải có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại dẫn đến thất bại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này, hung thần mang theo điểm báo thất thoát tiền bạc, hao tài tốn của khá nhiều. Đa phần tuổi Tân Sửu phải chi tiêu tiền cho gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè, chứ bản thân thì lại hầu như không có. Ngoài ra, họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của bạn một khoản không nhỏ. Tháng này cũng không thích hợp để tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư vào thời điểm này, nguy cơ mất tiền là rất lớn. Cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền thì lại dễ. Ở độ tuổi này không có nhiều sự lựa chọn nên lấy tích lũy làm trọng. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của mọi người xung quanh.
việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi, không mong muốn. Nếu có ai đó hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì tốt nhất là hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tân Sửu trong tháng này sẽ có nhiều điểm cần hết sức lưu ý. Và dễ thấy nhất đó là có những thời điểm trong tháng, gia chủ dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt. Dễ gặp phải nhất là các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra cũng nên đề phòng một số chấn thương tai nạn do tác động từ bên ngoài và tốt hơn là nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức. Các quý gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Tân Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong tháng này của gia chủ gặp nhiều bấp bênh sóng gió, gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xảy ra tranh cãi vì những vấn đề lớn nhỏ, khiến không khí gia đình nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cái. Nữ mệnh có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp là bên gây hấn với nửa kia vì sự cực đoan và áp đặt của mình. Cần phải học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Khi có bất cứ một mâu thuẫn nào dù lớn hay nhỏ xảy ra, điều đầu tiên là hãy bao dung nhiều hơn. Vợ chồng cần phải thường xuyên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện, trao đổi tâm sự để cùng nhau tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi sinh năm 1961 trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ
vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.